shopjgray.vn, số máy gặt an toàn, uy tín và chất lượng. Giao dịch tự động bao gồm vòng quay kim cương, có cơ hội nhận đến 9.999 viên kim cương chỉ với 20.000 đồng. Thử ngay vận may để nhận những ạc siêu VIP, đồng thời còn rất nhiều phần thưởng khác đang chờ đợi các bạn. Còn không mau truy cập ngay shopjgray.vn. Xin chào mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trên một video cực kỳ đặc biệt về Skibidi Toilet nha các bạn. Nhưng mà trước vào video này, mình đố các bạn nha. Đây chính là lò phản ứng hồ quang của anh Titan nào. Nếu như các bạn trả lời không được thì các bạn không phải là fan chân chính của Skibidi Toilet đâu. Và nếu như các bạn trả lời được thì cho các bạn 3 giây trả lời nè. 3, 2, 1, hết giờ. Và nếu như các bạn trả lời đây chính là anh Titan Cameraman thì đó chính là câu trả lời hoàn toàn chính xác nha các bạn nha. Vậy cho nên là ngày hôm nay anh Jay có một món quà dành cho các bạn fan của anh Titan Cameraman nè các bạn ơi. Đó chính là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ráp anh Titan Cameraman bằng phiên bản Lego nha. Coi nè, let's go. Ngầu chưa? Nè, lò phản ứng hồ quang nè các bạn. Đầu ngầu chưa, ngầu chưa? Trời ơi. Và chắc là nhiều bạn ở đây kêu là ủa anh Trang, anh chỉ có chỉ ở những khứa mà thích Cameraman thôi, nhưng mà em thì thích Đại Cao La Độ thì sao? Hoặc là em thì thích là những anh Titan TV Man thì sao? Ok luôn, anh sẽ chỉ cho các em với một điều kiện, để lại cho video của anh một nút like được không vậy? Chứ các em cứ coi chùa hoài, kinh quá, anh bị coi chùa gần 100% người xem chùa nha các bạn nha. Cho nên là bây giờ ngày nào mình cũng phải mặc áo đôn đô để năn nỉ các bạn xem, bấm nút like cho mình đó nha, bấm nút like nha các bạn. Còn những bạn nào lần tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút để kênh ở phía dưới để kênh của chúng ta sớm đạt được 3,5 triệu người đăng ký nha các bạn. Bấm đăng ký kênh để tham gia ngay vào gia đình Jgray VN nha. Thì đây chính là món quà thứ hai của anh Titan Speaker Man này. Qua bên đây coi nè, phiên bản Lego ngầu chưa? Đúng ngầu luôn các bạn. Nhà bạn nào có Lego là phải lắp ráp liền nha. Đó. Nhưng mà cái cục này màu vàng thì có nghĩa là vẫn bị điều khiển nha các bạn. Ok, và tiếp theo đó chính là Titan TV Man đúng không? Xuống Titan TV Man bên đây nè các bạn ơi. Đó, đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa? Hơi bị đẹp các bạn à. Và chắc là mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn là anh James, em không thích Titan, em thích Skibidi Toilet. Thiệt hả bro? Nếu em thích thì anh chiều luôn, bên đây cũng có Skibidi Toilet nhà bác học nha các bạn nha. Vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem tất cả những nhân vật Skibidi Toilet phiên bản Lego, đồng ý không? Đồng ý thì để lại cho mình một nút like đăng ký kênh. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi, nó nhảy quá. Let's go. Ok các bạn ơi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vô coi Skibidi Toilet phiên bản lắp ráp Lego nha. Hiện tại ở đây mình cũng có một nhân vật Lego nè, đẹp chưa? Biết nhân vật Lego này trong phim gì hay không? Bạn nào biết thì hãy bình luận nha, mình sẽ thả tim cho bạn đó. Mà bạn nào còn biết nhân vật này tên gì nữa thì xứng đáng được thả tim và bấm like luôn nha các bạn. Nè, cho coi lần nữa nè. Bạn nào mà hay coi những bộ phim Lego sẽ biết nha. Và ngày hôm nay thì mình nghe lời các bạn fan đã để một chú mèo cực kỳ dễ thương và ngáo ngơ. Nhớ bấm like cho em ấy với mình nha các bạn. Đừng coi chủ nha. Còn bây giờ thì cho coi video nó nhiều thiệt chứ. Rồi nè, let's go. Một bàn chân màu đen. Đây là ai? Ui, cái này là Lego hàng thiệt nha các bạn nha. Lego hàng thiệt là mắc lắm luôn á. Wait a minute, để mình đoán thử nha. Đây có thể là Titan Cameraman phải không? Để xem, để lắc cái đầu mới biết được các bạn ơi. Nào nào, ủa sao lại có một đèn màu vàng với màu đỏ vậy? Ôi dì mẹ, đây là ai vậy trời? Xem thử coi. Wow, đúng rồi, lò phản ứng hồ quang Titan Cameraman nè các bạn. Người ta lắp ráp hay quá vậy. Ui, cây súng laser luôn kìa. Một, hai cái laser bên đó, hai cái camera bên lên hông. Và bây giờ lắp cái đầu nè. Ok, nhưng mà nhớ là phải có cái cánh nữa nha. Đúng rồi, đang lắp cái cánh nè các bạn. Ủa khoan, à cái này là cái tên lửa xịt đằng sau và mấy cái cánh kìa. Ê hình, mình tính kêu là anh ơi thiếu cây búa, người ta lắp cây búa thiệt luôn nè các bạn. Nice. Wow, hay. Để xem lắp cây búa như thế nào nha. Ơi, cây búa này giống thiệt quá vậy. Wow, trời ngầu dở đó các bạn. Ai thấy ngầu không? Ngầu thì để lại cho video một nút like đi chứ. Coi từ nãy giờ mình năn nỉ, nãy giờ chắc mình kêu các bạn bấm like 5 lần rồi mà chắc chưa ai bấm like đâu, đúng không? Bấm nút like cho mình nha. Nhìn nè,
ngầu dở kìa lắm. Ủa, nhà bạn nào có Lego nhớ lắp nha các bạn. Coi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua một nhân vật mới. Đây là ai đây? Turn your back. Áo màu đỏ. Titan Speaker Man, đại ca lo đổ. Oh my god. Wow. Ui, để mình xem kỹ các bạn ơi. Nhưng mà cái cột màu vàng, vậy là vẫn bị điều khiển nha các bạn. Cậy thì cái chứ, sao không lắp cục màu đỏ đi ông nội. Ui, có mấy ngón tay kìa, có súng laser luôn. Hai súng laser, chứng tỏ là Titan Speaker Man này đã lên cấp 2 rồi nha các bạn nha. Phê thì cái chứ, coi kỹ. Rồi rồi, mấy cái loa. Ok, ủi ngậu quá các bạn ơi. Trời ơi, ơi, đó đằng sau là có bộ đẩy tên lửa nha. Wow, ngầu dở lắm các bạn. Ok, tiếp theo là nhân vật gì đây? Nếu như mình đoán không lầm, nhân vật tiếp theo có khả năng đó chính là Titan TV Man, một chiến binh hy sinh anh dũng nha các bạn nha. Thì hy sinh hay không thì cũng chưa biết, nhưng mà tại vì hiện tại là anh ấy chưa xuất hiện nha các bạn. Thì mong là anh ấy sẽ sớm xuất hiện trong tập mới nha. Titan TV Man. Ôi, Titan TV Man cực kỳ ngầu nha các bạn. Ơi, đâu. Để mình xem coi người ta làm như thế nào đây. Anh ấy mặc một cái quần màu xám và bộ đồ thì cũng màu xám luôn. Nè, nhìn thấy cái này là biết Titan TV Man rồi nha các bạn nha. Rồi. Oh, Titan TV Man này là Titan TV Man cấp 2. Có mấy cái loa luôn kìa. Let's go. Ngầu chưa? Ui, đằng sau sẽ có một bộ đẩy tên lửa và hai cái móng vuốt. Wow, ngầu thì cái chứ. Ngay bây giờ anh em hãy làm khuôn mặt này liền đi các bạn ơi. Ê, làm khuôn mặt này không có dễ đâu nghe, hơi bị khó nghe. Ui, đẹp thiệt đó chứ. Ước gì nhà mình có nhiều Lego để mình làm được như vậy các bạn ơi. Nhà mình chỉ có một cái Lego này à. Wait a minute. Đây chính là con Skibidi Toilet chắc luôn. Nào, để coi coi đây là con nào nha các bạn nha. Các bạn thử đoán coi. Mình nghĩ đây là ông nhà bác học, tại vì cái toilet màu đen đen. Để xem biết phải không nha. Mình nghi nghi lắm. Wait a minute. Từ từ khoan. Sao nhìn thấy lạ lạ vậy trời. Không, nhưng mình nghĩ đây là ông nhà bác học á. Bởi vì hồi nãy người ta để cái hình ông nhà bác học mà. Đúng luôn. Cái này là cái loa mà ông nhà bác học ổng ăn cắp nè các bạn. What? Nào nào, để coi làm Lego như thế nào nha. And not later, nothing ever lasts forever. Everybody want to the world. Wait a minute. Mình thấy lắp một cái toilet nó còn khó hơn là lắp những anh Titan rất là nhiều nha các bạn. Ở đây có ai là fan Skibidi hay không? Mình mong là không có ai là fan Skibidi nha các bạn nha. Trời ơi, khó vậy. Đúng khó luôn. Nè, cái đầu của ổng nè. Wow. Ghê. Xem thử đây. Ui, có một con mắt màu đỏ robo và còn một con mắt bình thường của ông tiến sĩ nè các bạn, nhà bác học á. Mà biết gì không? Đầu hói các bạn ơi. Ui, giống dở lắm. Ê, nhưng mà khoan, hình như vẫn còn bị thiếu các bạn ơi. Đố các bạn thiếu cái gì? Ê, ngay bây giờ ai trả lời được mình sẽ thả tim cho người đó cho các bạn nha. Cho 5 giây bình luận nè. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Đó chính là thiếu những cái chân nhện nha các bạn nha. Nhưng mà cũng rất là đẹp luôn. Nói đây là ai đây? Wait a minute. Nhân vật này khó đoán, không biết là ai luôn á. Để mình xem thử nha. Khoan, nhìn cái này quen quen. À, biết rồi nha. Ngay bây giờ các bạn biết đây là ai không? Ai mà biết thì phải gọi là fan chân chính cho các bạn. Mình nói luôn nha, đây chính là chị TV Woman 100% luôn. Tại vì thấy cái kia giống như là cái váy còn ở trên có màu tím tím các bạn à. Để coi phải không nha. Nghi nghi, giống lắm luôn á. Ê, đúng không vậy? Let's go! Đúng rồi!
Ôi ước gì có bạn fan nào có Lego lắp cho mình chị tivi của mình Lego các bạn. Mình sẽ ôm chị ấy ngủ mỗi bữa tối luôn các bạn à. Ngay bây giờ làm khuôn mặt này liền đi các bạn ơi. Cực kỳ dễ thương. Được, hợp gu của anh Jay đấy. Bây giờ ai nữa đây? Một người có hai cái chân rất là dài luôn. Chẳng lẽ là anh Cameraman Kirito? Cũng có thể là anh Cameraman Kirito nha các bạn nha. Khoan, đây là một nhân vật mặc áo vest, không phải là anh Kirito. Tại Slender TV Man. Đúng luôn ảnh á. Thôi, ghê vậy. Người anh này cũng rất là ngầu nha các bạn nha. Hay thiệt chứ. Nhưng mà các bạn coi á, các bạn phải nhớ cách ráp nha. Tại vì người ta làm rất là nhanh luôn. Bạn nào mà không nhớ thì có thể coi lại video nha các bạn. Ôi mà cái này cần rất là nhiều loại Lego khác nhau. Cái này là ai đây ta? Hình như đây chính là một anh Cameraman phiên bản máy móc. Mà Cameraman robot á các bạn. Đúng luôn. Ủa mà ảnh đã mất tiêu rồi. Ủa anh đâu rồi ta? Ủa sau này có cái robot à? Ủa ảnh ngồi bên trong các bạn. Ok, chào anh nha. Ôi, mình ước gì ở nhà mình có tất cả những cái bộ Lego về Skibidi Toilet để mình có thể trưng trang trí nha các bạn nha. Mà mình nghèo quá đâu có tiền không. Đây là ai? Nhìn cái này khá là lạ. Cái này là hình như anh TV Man. Có những cái nút áo TV Man bình thường. Chính xác rồi đó các bạn ơi. Đây là TV Man bình thường nha các bạn nha. Ủa, coi lại nè, Titan Cameraman ngầu chưa? Wow, có lửa luôn. Quá đã, còn cầm búa được các kiểu nữa bạn. Đây là Titan TV Man. Trời ơi, đẹp quá đi thôi. Skibidi Toilet phiên bản nhà bác học. TV Woman. Slender TV Man. Trời ơi, đẹp quá hả? Một anh TV Man bình thường. Nhưng mà tại sao người ta không làm anh Cameraman Kirito chạy? Mình cũng rất là thích anh Cameraman Kirito luôn. Cameraman Robot. Anh này bị mất cái chân ở dưới này, phải làm robot cho ảnh á. Ủa? Ủa rồi đại ca tôi đâu? Titan Speakerman đâu? What the man at bro? Nhưng mà ở đây hiện tại nha, nếu như mình mà được chọn á, thì mình nghĩ là anh Titan Cameraman làm phiên bản Lego là ngầu nhất luôn. Các bạn nào có ý kiến giống như mình hoặc là ý kiến khác, hãy bình luận cho mình biết ngay bây giờ là ai ngầu nhất nha các bạn nha. Mình thấy anh Cameraman khá là ngầu luôn á. Đại ca lá độ nè, ngầu chưa? Oh my god. Nhưng mà bị thiếu gì biết không? Thiếu lửa, phải thêm miếng lửa đằng xa nó mới đã. Ghê, ghê, đối đầu với nhau. Anh em tương tàn. Nhưng mà lúc này là đang bị điều khiển mà, tương tàn là chuyện bình thường thôi. Đỏ thấy không, bị điều khiển cái cục màu vàng kìa. Cục đó là màu đỏ mới hết điều khiển nha. Ông nhà bác học nè. Nhà bác học mà gặp hai anh này là đập cho chết luôn các bạn. Ê mà khoan, mình có một câu hỏi khá là hóc búa các bạn à. Tại sao ở đây có cái loa mà ở đây cũng có cái loa đó vậy? Vì ăn cắp mà còn loa biết ghê chứ. Rồi tiếp tục nào. Ngầu thiệt có chứ. Ước gì có một bạn fan nào tặng cho mình cái này. Chắc là mình sẽ quý bạn ấy lắm luôn. Nhìn đúng ghiền luôn các bạn. Để mình lên shop bè mình kiếm nha bạn. TV của mình nè. Titan TV Man. Ngầu Sigma Sigma. Trời thấy gì người ta làm anh này thì người ta làm anh Kirito đi đã hơn. Đại cao lao độ của mình. Ok tiếp tục nào. Ui, có sáng đèn luôn hả, xịn vậy. Trời ghê chưa. Ghê chưa. Wow. Ông này có sáng đèn không? Trời, bật đèn bật tia laser đồ các kiểu luôn. Đúng là Lego hàng thiệt. Wow. Cái gì đây? Người ta đang xây dựng con Skibidi kìa các bạn ơi. Cái con này Skibidi đeo tai nghe. Nhưng mà hình như nó không phải là con DJ đâu. Mấy con này mấy con thường thôi. Có con xịt lửa kìa, đẹp chưa? Ngầu ấy, ngầu á. Gì nữa đây? Skibidi toilet mái cưa kìa bà con. Và đây là con Skibidi toilet phiên bản em trai mái cưa. Và một con ký sinh.
Ngầu được. Ê, làm cũng dễ nha bạn. Everybody want to rule the world. Ê khoan, hình như con này mới là con ký sinh nè. Con hồi nãy là không biết con gì nữa. Mấy con ký sinh mình không có nhớ rành lắm nha. Ê, Skibidi Holy. Và đây chính là con UFO. À đâu, con trực thăng thôi, phải UFO, có phải trực thăng thôi. Ok. Ê, con Holy nhìn nó bất lưỡi vậy. Ủa, đây là ai đây? Skibidi Toilet ba đầu. Và bên đây là con Skibidi Toilet bồn tiểu. Hài thì cái chứ. À, cái này là người ta chỉ cho chúng ta lắp những con Skibidi Toilet phiên bản nhỏ nhỏ thôi các bạn ơi. Con này electric chắc luôn. Con này là con Mafia, Skibidi Toilet Mafia. Con này là con Skibidi Toilet phiên bản mặt giáp nè. Mình thuộc hết tụi Skibidi luôn, yên tâm đi. À, cũng ngầu nha. Mấy cái này mình nghĩ là dễ, chắc các bạn lắp được dễ. Skibidi Toilet cảnh sát, Skibidi Toilet để mắt kiến đen, Skibidi Toilet ăn trộm. Ghê. Yeah. Ở đâu? Ồ, đúng rồi, con này ăn trộm, con này ăn trộm á. Nó không có máy cưa, nó phải là xe độ. Con này là Skibidi Toilet máy bay bắn tên lửa. Tiếp theo là con Skibidi Toilet gì đây? Skibidi Toilet phiên bản mặt giáp có súng laser. Có vẻ như đó chính là thằng G-Man hồi cấp 4. Bên này chính là con báo đời UFO chắc luôn. Con phản bội nha bạn. Yes, 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 Skibidi Deep, Skibidi Dop. Chân nhện, Skibidi Toilet chân nhện. Skibidi Toilet ký sinh phiên bản tào lao. Và ông nhà bác học khi mà ổng còn trẻ. Này, lúc mà ổng còn nhỏ xíu xì xiu quá bạn. Ở bên đây lại là một con chân nhện nữa. Chân nhện có súng laser. Phiên bản khổng lồ, con nó khổng lồ. Một con trực thăng có trang bị áo giáp. Và một con ký sinh phiên bản. À không, con này là con Skibidi Toilet gớm ghiếc nha bạn nha. Thôi làm thiếu rồi, ở trên còn có cái đầu cameraman nữa. Ok, tiếp tục nào. Con gì đây? Con này là con gì á? Wait a minute, con này hình như là con Skibidi Toilet phiên bản chân bạch tuộc. Mà quýnh lộn mới là anh Titan TV Man đấm cho bể mất kiến á các bạn. Đây là con báo đời Vario đen nhám nè. Còn con này là con Skibidi Toilet Katana. Wow. Ê, mấy cái kiếm Nhật này kiếm dễ luôn á bạn. Các bạn kiếm mấy bộ Lego Ninjago là có nhiều lắm á nha. Mà có kiếm màu vàng luôn. Tiếp tục nào. Nhìn là biết liền, Skibidi Toilet mầm thúi. Con này là con gì đây? Máy hút bụi. À, dễ ẹt. Con này là hình như là con what? À, con này là con Skibidi phun lửa. Ok, phun lửa với hút bụi và mầm thúi. Skibidi Toilet Hydra nhiều đầu, đột biến. À, ok, quá dễ. Nó lấy cắp cơ thể của anh Titan Speaker, anh Speakerman cỡ lớn á. Đây là con gì nữa? À, đây mới là thằng G-Man nè các bạn. Nhìn thằng G-Man này bựa thì cái chứ. Ok, máy bay trực thăng. Và đây là ai? G-Man phiên bản cấp 1 và G-Man phiên bản cấp 4. Ngầu được, ngầu như cái bồn cầu. Ok, gì nữa? Wait a minute, hình như đây là thằng Skibidi Toilet phiên bản bắn súng tên lửa rocket cấp 2. Skibidi camera kìa các bạn. Đây là ai nữa? À, biết con này. Con này là cái con mà nó bị anh cameraman Kirito xả nữa các bạn. Cái con mà cầm cái kiếm quay vậy nè. Ồ, tính ra mình cũng nhớ nhiều con Skibidi dữ. Tiếp tục nha. Ủa, hết rồi. Trời ơi,
ai đang muốn coi nữa mà hết rồi. Trời ơi, mình vẫn thấy là còn rất là nhiều con Skibidi khác mà người ta chưa làm các bạn à. Mong là trong tương lai người ta sẽ làm cho chúng ta coi, đồng ý không? Đồng ý thì để lại cho video một nút like để ủng hộ cho mình nha các bạn. Còn những bạn nào lần tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút để kênh ở phía dưới nha. Video tới đây thì cũng đã phải hết rồi các bạn à. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Bạn nào mà có Lego á, lắp thử gửi cho mình coi qua email của mình nha các bạn. Mình sẽ gặp các bạn để mình xin nha các bạn nha. Nhưng mà ngay bây giờ mình xin các bạn nhớ bấm nút like cho mình trước nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì bye bye.